sau một con người chết đi, tấm thân ngũ uẩn cũng không còn nữa. Nói cách khác là ngũ uẩn đều lại thành không. Vậy thì cái gì theo con người ta đến kiếp sau? Thầy có dạy là sau khi chết, tâm thức hay còn gọi là A lại ra thức của con người sẽ thoát ra khỏi xác và tiếp tục tồn tại tối đa 49 ngày tiếp theo. Thế thì tâm thức hay A lại ra thức này có ý thức hay không có ý thức? Nếu là có ý thức thì nghĩa là thức uẩn vẫn tồn tại và đi cùng ta sang kiếp sau ư? Thầy Thanh Tử nói rằng chỉ có nghiệp báo là đi theo đến kiếp sau. Lên thiên đàng hay xuống địa ngục là do nghiệp dẫn. Thưa thầy, đây có phải điểm khác nhau giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông hay không? Con kính mong thầy giải đáp thắc mắc để con được hiểu ạ. Cái này giữa cái giải thích của cái A lại ra thức đi về kiếp sau hay là nghiệp dẫn đi về kiếp sau, nó cũng giống như là chỉ là như là hai miền Nam Bắc gọi gì, gọi cái chén uống nước và cái gì, và cái bát ăn cơm mà thôi. Chúng ta khi ở ngoài miền Bắc này gọi là cái chén, thì cái chén ở miền Bắc chúng ta chỉ dùng để làm gì ạ? Để uống nước, để uống trà. Nhưng khi mà vào trong miền Nam gọi là cái chén, thì cái chén nó phải là cái bát để gì? Để ăn cơm. Có hiểu không? Đó. Cũng là một cái, nhưng ở miền Bắc thì gọi là gì? Cái bát ăn cơm. Nhưng ở miền Nam thì lại gọi là gì? Cái chén. Khi mà chúng ta ở miền Bắc bảo đưa cho tôi gì? Gọi là ví dụ như Phật tử này đã làm bố rồi chẳng hạn, thì gì? Con ơi mang cho gì? Mang cho ba cái gì? Cái chén. Chắc chắn cái đứa con của mình nó sẽ mang cho chúng ta gì? Cái chén để uống nước. Nhưng vào trong miền Nam, nhìn thấy đứa trẻ con của ông bạn, bảo ơi cháu ơi mang cho gì? Cho ba cái chén. Chắc chắn đứa trẻ nó sẽ chạy xuống bếp lấy cái bát ăn cơm và mang lên gì? Dạ thưa bác cái gì? Cái chén đây ạ. Và chúng ta tròn mắt lên, chúng ta bảo ơ, bác bảo gì cháu mang cho ba cái chén cơ mà tại sao bác lại, cháu lại mang cho gì? Cho ba cái bát. Cho nên đây chỉ là cái từ thầy gọi là A lại ra thức. Sau khi con người ta chết, ngũ uẩn là gì? Lấy trả về gì? Lấy trở về dân, trả về cho gì? Tứ đại. Thì trả về cho tứ đại, ngũ uẩn lại trả về cho, dần dần cũng gì? Đều trở thành không. Chỉ còn cái gì? Cái thần thức. Hay còn gọi là gì? A lại ra thức. Theo chúng ta đi đầu thai ở gì? Ở kiếp sau mà thôi. Và Hòa Thượng Thanh Từ thì nói rằng gì? Chỉ có nghiệp theo chúng ta đi đầu thai ở kiếp sau mà thôi. Cái nghiệp đó là gì? Nghiệp đó chính là gì? Là thiện nghiệp hay ác nghiệp. Mà thiện nghiệp hay ác nghiệp đó, nó phải có một cái gì đó để cho gì? Cho nó chứa chứ. Nhưng cái đó thì cái chứa cái nghiệp đó thì không có hình tướng. Và cái nghiệp chứa đó chính là gì? Chính là chủng tử. Mình còn gọi là tàng thức. Còn gọi là gì? A lại ra thức. Đó. Trong tất cả 51 thức tâm vương và bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở đó, thì 7 thức tâm vương kia liền diệt theo thân. Duy nhất chỉ có gì? Tàng thức là hiện ra một cái gọi là gì? Gọi là trung âm thân. Cái trung âm thân đó tôi cũng đã nói rồi, thời gian không còn nhiều, không nói, nó chỉ gọi trung âm thân. Và trung âm thân đó sẽ tồn tại tối đa là gì? Trong kinh Phật nói tối đa là 49 ngày. Tối thiểu có thể chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, một phút, vài phút hoặc thậm chí một vài sát na thôi. Chưa đến gì, một cái tích tắc của đồng hồ đâu. Thì cái trung âm thân đó liền gì? Đi thoát hóa, đầu thai một kiếp khác hoặc là vào trong địa ngục A Tỳ. Thì không phải trung âm thân, không có một gì, một thời gian rất ngắn, nó chỉ trong một sát na thôi đã vào A Tỳ địa ngục rồi. Hoặc người gì tự do tự tại, biết trước ngày giờ vãng sinh, cũng chỉ trong một sát na thôi cũng về tận Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Không phải trải qua một vài tiếng đồng hồ, một vài ngày hay một vài tiếng đồng hồ thì niệm Phật chờ niệm nữa, vân vân. Cho nên
ở đây. Khi mà gì? Tịnh độ thì có thể gọi là A lại gia thức, hay còn gọi là tàng thức, vân vân đó. Để gì? Để đi đầu thai ở kiếp sau. Nhưng cái thức này á, không thuộc về gì? Không thuộc về uẩn. Thức này không thuộc về uẩn. A lại gia thức này á, không thuộc về, không phải về về uẩn, vì nó không có hình tướng ở bên ngoài, cho nên á, nó không mang một cái gì hình tướng ở bên ngoài để đi đầu thai cả. Nó chỉ cho nên vì vậy mà thiền tông gọi là gì? Gọi là nghiệp. Mà nghiệp ở đây chính là thiện nghiệp, ác nghiệp mang theo vậy. Tức là gì? Vẫn là một cái vật dụng, nhưng miền Nam có thể gọi một cái tên, miền Bắc gọi một cái tên vậy. Thậm chí là bên Mỹ nó gọi một cái tên, Pháp gọi một cái tên, Trung Quốc gọi một cái tên, Anh gọi một cái tên, Đức gọi một cái tên. Chắc chắn gì? Cái bát uống, cái bát ăn cơm, bên Mỹ họ sẽ gọi một cái tên khác, bên Đức gọi một tên khác, Pháp gọi một tên khác, Trung Quốc gọi tên khác, và mỗi một quốc gia gọi một tên khác nhau. Thậm chí mỗi một địa phương trong một quốc gia gì sẽ có những tên gọi khác nhau, vân vân. Nhưng chung quy lại nó vẫn là cái bát để ăn cơm, à, nó vẫn là cái đó đấy. Cho nên cái này thì thôi, nó thuộc về cái danh từ Phật học. Thế Phật tử này nếu học nhiều, đọc nhiều sách, dần dần sẽ vỡ ra thôi. Nhưng mà đọc sách thì phải tiêu, tức là gì? Ăn là phải tiêu. Chứ ăn vào mà nó chướng bụng lên có khi là chết đấy, nổ bụng mà chết đấy, à, thế không phải là đơn giản đâu. Đó, cho nên thì thôi cứ từ từ, cái này thì đọc thì cứ đọc, mình hiểu, cái gì không hiểu thì cứ hỏi. Mà hỏi thì chắc chắn các thầy trả lời cũng sẽ gì? Mình cũng sẽ không hiểu được ngay một lúc một giờ đâu, không thể thỏa mãn được ngay đâu. Nếu tôi trả lời một vị này thỏa mãn được ngay thì chắc chắn vị này gì? Là Bồ Tát tái lai rồi. Nhưng tôi nghĩ thì là khó đấy. Ngày xưa chúng tôi đi học các thầy giảng trên bục giảng đấy, chúng tôi có hiểu cái gì mấy ngay đâu. Mà về tôi phải trải qua gì 5 năm, 10 năm, thậm chí 15, 20 năm tu tập nữa thì mới gì mới hiểu được lời các cụ ngày xưa đứng trên bục giảng giảng cho mình. Ngày xưa thậm chí mình sẵn sàng cãi nhau với các cụ và nói là các cụ giảng thế là không đúng, giảng thế là không phải. Nhưng bây giờ mình mới gì trải qua một thời gian 5, 10, 15 năm tu tập tiếp theo nữa, mình mới dần dần hiểu ra lời gì? Lời các cụ giảng ngày xưa. Không phải đơn giản đâu. Đấy mới gọi là học Phật Pháp nó như thế. À, đấy mới gọi là biển Phật mà, mênh mông. Đọc mà hiểu được luôn nữa thì còn cái gì là gì? Là giáo lý thâm vi diệu của gì? Của Phật Pháp nữa. À.